Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Trong Tây Du Ký, có những bảo vật mà nếu thiêu chúng, thì những yêu ma quỷ quái cũng không thể thiên biến vạn hóa, tác oai tác quái đến như vậy. Và cũng tương tự, chúng ta thử hình dung, nếu như Tôn Ngộ Không mà không có pháp khí là cây gậy như ý, chư Bát Giới mà không có bảo bối đinh ba, vậy thì làm sao có thể trừ yêu diệt quái, bảo vệ đường tăng sang Tây Trúc Thỉnh Kinh. Thế nhưng, ít ai biết rằng đa số những pháp khí ấy đều bắt nguồn từ một nhân vật vốn rất ít khi thể hiện mình. Vậy ông là vị thần tiên nào? Như chúng ta đã biết, Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, trước thì là Loạn Long Cung, sau lại Đại Náo Thiên Cung, ngang tàng thách thức cả 10 vạn thiên binh thiên tướng và thần tiên trên thượng giới, nhưng vì sao vẫn phải lao đao trước các yêu quái tầm thường trốn nhân gian? Phải chăng sau 500 năm bị giam dưới núi Ngũ Hành, pháp lực của Ngộ Không đã suy giảm? Hay là vì yêu quái trần gian còn siêu phàm hơn cả đại thánh? Đương nhiên không phải vậy. Yêu quái ấy, dẫu không thể sánh với Ngộ Không, nhưng chúng lại có trong tay những thứ pháp khí diệu kỳ. Vậy những pháp khí ấy có gì đặc biệt? Hãy cùng nhìn lại các pháp khí mà ta đã biết. Nếu không kể đến bảo vật của thần Phật hay Bồ Tát, ví dụ như chén lưu ly của Đức Như Lai, chiếc khánh vàng và túi nhân trùng của Đức Di Lặc, bát vàng đại thiên am của Đức Phật Thích Ca, hay cây tích trượng cửu hoàn mà Phật Tổ ban cho Đường Tăng, thì những thứ còn lại, đa phần đều bắt nguồn từ một nhân vật khá ẩn mình trong truyện. Mặc dù không mấy khi thể hiện tài năng, nhưng những bảo vật được ông luyện thành lại là thứ pháp khí uy lực và mạnh mẽ nhất, khiến quỷ khóc thần sầu, ngay cả Ngộ Không cũng phải nhiều phen lao đao chống đỡ. Nhân vật đặc biệt này không ai khác chính là Thái Thượng Lão Quân. Một trong những bảo bối lợi hại nhất là Kim Cương Trác. Khi Ngộ Không đại náo thiên cung, khắp 10 vạn thiên binh cùng với tứ đại thiên vương cũng không thể bắt được. Đến khi Nhị Lang Thần phải đích thân ra tay cũng bất phân thắng bại. May nhờ con lão quân ném chiếc vòng kim cương xuống mới có thể giúp Nhị Lang trói bắt Ngộ Không. Về sau, khi thầy trò đến núi Kim Đâu, yêu quái Thanh Nhiêu cũng dùng chính chiếc vòng này để bắt mất Đường Tăng, cướp gậy như ý của Ngộ Không. Ngộ Không mời thiên binh đến giúp sức, chiếc vòng lại hút binh khí của Na Tra Thái Tử, mời Hỏa Đức Tinh Quân, nó cũng cuốn đi cả Hỏa Cụ, sau đó Phật Như Lai phái 18 vị La Hán tới hỗ trợ, chiếc vòng cũng thu luôn cả kim đơn xa của các vị La Hán. Vậy hỏi vòng kim cương này từ đâu mà có? Cũng là do lão quân luyện thành, vậy nên nó mới có đầy đủ linh khí, biến hóa khôn lường, thủy hỏa bất xâm, ngũ hành bất hoại. Một bảo bối khác cũng không kém phần uy lực là Trung Tử Kim. Khi thầy trò Đường Tăng tới Chu Tử Quốc, biết chuyện hoàng hậu bị bắt cóc, Ngộ Không đã tới núi Kỳ Lân tìm yêu quái. Yêu quái nước này tên là Trại Thái Tuế, mặc dù không phải tài phép cao cường, nhưng lại có trong tay chiếc Trung Tử Kim, hễ lắc cái thứ nhất, lửa sáng đốt người bốc cao 300 trượng, hễ lắc cái thứ hai, khói đen hun người bốc cao 300 trượng, hễ lắc cái thứ ba, cát vàng mê người cuốn cao 300 trượng. Còn nếu dùng chung liền ba cái, thì trong giây lát, lửa đỏ, khói đen, cát vàng cuồn cuộn tuôn ra, khói lửa bừng bừng, bốc cao ngùn ngụt, khiến bất cứ ai cũng phải hồn bay phách lạc. Vậy mà khói lửa ấy vẫn còn chưa ghê gớm, chỉ có cát vàng mới thực là rất độc, lọt vào mũi ai, là người đó lập tức vong mạng. Chiếc chuông từ kim này vốn là vòng nhạc đeo ở cổ con sấu da vàng của Quan Âm Bồ Tát, nhưng cũng lại là một cực phẩm của Thái Thượng Lão Quân. Thơ rằng, Thái Thanh Tiên chủ đạo nguồn sâu, bát quái lò vàng luyện đã lâu, đúc cái nhạc này là bảo bối. Lão quân lưu để mãi về sau, không riêng gì những pháp bảo kể trên, mà bất kể vật dụng nào liên quan đến lò bát quái của lão quân cũng đều trở thành thần khí. Ví dụ như khi quốc vương nước Ok bị yêu quái hại chết đã nhiều năm rồi, thân thể chôn vùi dưới giếng bát giác xây bằng ngọc lưu ly, thì chỉ có duy nhất viên cửu truyền hoàn hồn linh đơn luyện từ lò bát quái mới cứu sống được. Lại nữa, chiếc hồ lô dùng để đựng linh đơn và bình ngọc đựng nước của lão quân, thậm chí chiếc quạt ba tiêu khác với quạt ba tiêu của bà La Sát dùng để quạt lò của vị thần tiên thuộc trường phái đạo gia này cũng trở thành pháp khí có uy lực không gì sánh được. Tất cả chúng ta đều biết đến sức mạnh vô song từ hai pháp khí của Ngộ Không và Bát Giới. Ngộ Không có thể chọc trời khuấy nước, làm nên những chuyện kinh thiên động địa đều là nhờ cây gậy như ý này, mà Bát Giới làm Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh 8 vạn thủy binh ở thiên hà cũng là nhờ có cây đinh ba bên mình. Nhưng ít ai biết rằng hai thần khí ấy đều là do lão quân luyện thành. Nói về gậy như ý, trong chuyện viết rằng như ý kim cô bồng vốn là khối thần thiết được lão quân 9 lần nấu luyện. Tôn Ngộ Không cũng từng khoe rằng gậy sắt là thép tinh luyện qua 9 lần, đích thân lão quân luyện trong lò. Gậy như ý ấy hai đầu bịt vàng, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc hàng chữ như ý kim cô bồng, 1.3500 cân, có thể tùy tâm dài ngắn biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau. Bởi vậy lúc thiên hà hồng thủy bao phủ, Đại Vũ đã đem kim cô bồng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông Hải, lấy ý hải hà vĩnh viễn cố, từ đó có tên gọi là định hải thần châm thiết. Nay lại nói đến cây đinh ba của Bát Giới. Pháp bảo này cũng có lai lịch phi thường, bởi đây là thứ binh khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết rèn nên, sau lại được Yết Đế năm phương gia trì. Có thơ làm chứng rằng, thứ này luyện bởi thép thần, công phu mài rũa sáng trưng một màu, lão quân rèn lấy trước sau,
Huỳnh Hoặc cũng nhận việc dầu cho than. Ngũ phương yết đế lo toan, lục đinh, lục giáp coi làm tận nơi. Chín chiếc răng ngọc rèn rồi, hai vòng đúc nữa vàng ngời sắc thanh. Cán vẽ lục điệu ngũ tinh, bốn mùa tám tiết đồ hình không sai. Ngắn dài gồm cả đất trời, âm dương, nhật nguyệt rạch ròi hai phương. Sáu hào thần tướng theo đường, tinh tu tám quẻ dọc ngang theo hàng. Đinh ba tên gọi rõ ràng, dâng lên thượng đế giữa cung nhà trời. Nếu nói rằng hầu hết những pháp bảo mạnh mẽ nhất đều do lão quân nấu luyện ra, thì vinh dự này cũng đều liên quan đến chiếc lò bát quái huyền thoại của ông. Năm xưa, cũng nhờ có lò bát quái ấy mà Ngộ Không mới luyện thành mắt lửa ngươi vàng, mình đồng ra sắt. Đây không chỉ là nơi chuyên luyện tiên đơn thánh thủy giúp người trường sinh, mà bất kể thứ gì nấu luyện từ đó cũng đều trở thành pháp bảo. Điều này có ngụ ý gì? Khi bàn đến cái huyền cơ diệu lý của Tây Du Ký, có người bật cười cho là nhảm nhí. Họ nói kiểu như, rõ là thứ tảo lao bốc phét. Cùng lắm cũng chỉ là trí tưởng tượng phóng túng của tác giả mà thôi, sao cứ phải tâng bốc lên thành đạo lý này, đạo lý nọ làm gì? Người bình thường chỉ thấy chuyện thần thoại, thấy những cảnh chảm yêu bắt quái hấp dẫn ly kỳ, nhưng giới tu luyện lại phát hiện trong mỗi câu chuyện, mỗi hàng chữ, thậm chí mỗi tình tiết đều ẩn chứa pháp lý cao thâm. Chúng ta biết rằng, Tây Du Ký là tác phẩm của người tu hành, mà bản thân Ngô Thừa Ân tiên sinh cũng là đại học sĩ am hiểu cả giáo lý Phật và đạo. Có những điều là bí mật trong những bí mật vốn chỉ lưu truyền trong giới chân tu, ví dụ như khái niệm về Nguyên Anh, Chu Thiên, Cửu Chuyển Kim Đan Thuật hay Tam Hoa Tụ Đỉnh thì đều được Ngô Thừa Ân nhắc kể tới. Nhưng vì thiên cơ bất khả lộ, những bí mật ấy không thể đem ra nói rõ ràng nên mới phải mượn câu chuyện thỉnh kinh để truyền tải. Ai ai cũng có thể đọc Tây Du Ký, nhưng chỉ người tu mới có thể lý giải được đôi phần. Vậy mới nói, thiên cơ chỉ có thể trao cho bậc chân tu là vì thế. Vậy nên, lò bát quái của lão quân cũng là một ẩn ý về tu luyện. Lò bát quái ấy nằm ở đâu? Tại cung đâu xuất trên tầng trời thứ 33 chăng? Không phải vậy, thực ra nó nằm ngay tại bụng dưới trong thân thể con người, ở vị trí mà đạo gia gọi là đan điền. Nói rằng lò bát quái có thể luyện thành bất kỳ loại pháp bảo nào, thì cũng phù hợp với nhận thức của đạo gia về đan điền, đó là nơi có thể xuất sinh hết thảy những thứ công năng, thần thông và thuật loại của người tu. Người luyện đan giảng, tu luyện nội đan, ý đặt tại đan điền, người học khí công giảng, khí tụ đan điền vận khí, người tu đạo giảng, khí trầm đan điền, v.v. Chung quy lại, thì mọi biến hóa và diễn luyện của người tu đều bắt nguồn từ khối điền này. Xoay ngược trở lại mà nói, thì giới tu luyện cũng coi đan điền như lò bát quái. Trong cuốn cổ thư của đạo gia là Tính Mệnh Khuê Trì, bức đồ hình, tẩy tâm thối tàng đồ, minh họa đan điền như chiếc lò bát quái trong cơ thể khi tu luyện nội đan. Vậy vì sao đan điền lại có được pháp lực lớn nhường ấy? Lẽ dĩ nhiên, đan điền là vị trí then chốt trong tu luyện, cất giữ rất nhiều bí mật huyền cơ mà chỉ những bậc cao nhân đắc đạo mới thấu tỏ. Vậy nên, bằng chút hiểu biết hạn hẹp của mình, chúng tôi chỉ xin đàm đạo với quý độc giả bằng đôi lời nông cạn. Chúng ta biết rằng, con người là một thể hoàn chỉnh có đầy đủ cả âm và dương. Theo như đạo gia giảng thì trên thân thể người, trên dương dưới âm, trái dương phải âm, sau dương trước âm. Như vậy, đan điền nằm chính tại vị trí giao giới giữa âm và dương, cũng là nơi hội tụ và cân bằng âm dương trong cơ thể. Thân thể dù có cả âm và dương, nhưng người bình thường thì âm dương không cân bằng, nam thì chủ dương, nữ thì chủ âm, người khỏe mạnh vui vẻ hay bệnh tật u sầu cũng là do âm dương bất tương xứng. Bởi vậy nên trong tu luyện luôn chú trọng tu tính, luyện mệnh, đạt đến âm dương cân bằng. Nếu không phải người tu luyện thì không thể làm chủ được âm dương. Trong quá khứ, Trương Tam Phong là người sáng lập phái Võ Đăng, cũng là ông tổ của Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Phái Võ Đăng của Trương Tam Phong là thanh tu, coi trọng tu luyện nội đan. Họ coi đan điền trong thân thể chính là lư đỉnh, lò nấu, thông qua tu luyện sẽ khiến cho âm dương cân bằng, tinh, khí, thần, ngưng tụ lại mà kết thành thánh thai, cũng chính là thể kim cương bất hoại. Bởi vậy, bậc chân nhân Trương Tam Phong đã đạt đến trạng thái nóng lạnh không thể xâm hại, nhiều tháng dù không ăn uống vẫn có thể tự tại tiêu diêu. Có người nói, vì sao Tôn Ngộ không bị nhốt trong lò bát quái mà không bị thiêu đốt? Trong chuyện giải thích là Ngộ không may mắn chui vào cung Tốn, mà Tốn là gió nên mới tránh được lửa. Nhưng kỳ thực, đó là bởi lò bát quái ấy chính là đan điền. Nói Ngộ không bị nhốt trong lò bát quái cũng chính là nói Đại Thánh đang tu luyện thân thể mình mà thôi. Cũng chính nhờ lò bát quái của cơ thể ấy mà người tu sẽ luyện thành thể kim cương bất hoại, cũng luyện thành hết thảy những pháp bảo, thần thông sau này vậy. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.